Rồi, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại một kênh Diệt Khảo một lần nữa. Vào ở video này tiếp tục chúng ta sẽ lên đồ tiếp tục một cao thủ, đó là Tân Chưởng Môn, cũng như là danh hiệu Văn Danh Thiên Hạ. Ngày hôm nay đó là sau khi lên ngôi đại hội anh hùng thì cao thủ này đã lên skill dòng sáng trên đầu của mình, đó là Văn Danh Thiên Hạ, chồng lên Tân Chưởng Môn luôn nè mà. Cái này là Thiên Dương Bang, Thiên Dương Bang Tân Chưởng Môn nha nè. Đó, còn mình là Phó Tân Chưởng Môn thôi. Rồi, chúng ta điểm sơ qua sơ đồ của cao thủ Tống Giang 679 nha. Với ạc có thể nói là một trong những Thiên Dương Bang No 1 server tính đến thời điểm hiện tại nè mà. So với về đẳng cấp như là cái lượng BK thì ạc này đang có cho mình có 138, top 4 thế giới, và có thể nói là top 1 Thiên Dương Bang. Đó, có 138. Và chúng ta điểm sơ qua đến cái đồ của cao thủ này như thế nào. Và ngày hôm nay thì sau khi lên Tân Chưởng Môn thì chắc chắn anh em một điều rằng là cao thủ Tống Giang sẽ sở hữu cho mình một ấn tín Tân Chưởng Môn có hiệu ứng kháng tất cả năm, và skill trên ít mọi cái là một cấp anh em ơi. Phá Thiên Trảm một cấp này, Chi Phân Quyết một cấp này, Chi Tinh Trục Quyệt một cấp. Đó là skill trên ít mọi cái một cấp như nè. Đó, và một cái Chi Tân Chưởng Môn hút sinh lực 5, sát thương lý 35 điểm và sát thương 80% và kháng độc 30, và đồ bánh sắt 74, đặt móc 70, đặt móc 73 nha nè. Đó, và một con ngựa thấp phiến kháng tất cả 4. Đó, thì sau khi lên Tân Chưởng Môn sẽ được bộ ba, đó là ngựa kháng cả 4, ấn tín và một cái vũ khí chống phái theo hợp phái của mình vậy nè. Và cái này sẽ cũng như là những cái trước thì hạn sử dụng hơn 20 ngày, đến tiếp tục đến mùa Tân Chưởng Môn, Tân Chưởng Môn tháng 10 sẽ hết hạn vậy nè. Đó, cái này thì free không tính tới nha. Rồi, cho đến thì chúng ta đang có sở hữu cho mình đó là một xe đông bang kháng cả 18, một nhẫn kháng họ 29, một nhẫn kháng băng 29, một ngọc bội phòng độc 29, một bộ có thể nói là tầm trung này mà 29 29 29, và một gia truyền kháng cả 18 khá tương đối đẹp. Xét đồng bang này so với hiện tại xét đồng bang này cũng tầm khoảng 3 triệu này mà, 3 triệu quay đồng. Đó, xét này tầm trung thì khoảng 3 triệu thôi, còn mát thì có thể 4-5 triệu như này, tùy theo cái độ mát và min của nó. Rồi, tiếp tục là sở hữu cho mình một áo hám thiên, đó là hướng trì luôn này mà, hám thiên thiên vương trì pháp 2 cấp, wow, đặt móc phục hồi 47 luôn, quá đẹp, và kháng hỏa 25 mát luôn. Cái áo khá đẹp này mà, sinh lực 139. Rồi, thiên vương chỉ phá hoài cấp không hóa lâm. Áo này đỡ mà ép thì khoảng tầm 1 triệu hơn nè mà. Tầm này thì khoảng 1 triệu hơn. Cứ mua mạnh anh em mình ra ghép gom gom và ép thôi nè. Tiếp tục có cho mình thêm một cái đai lưng hám thiên. Một đai lưng hám thiên cũng là trì luôn nè mà. Chạm tăng cho mình skill chạm long quyết 3 cấp, thiên vương ý chí 2 cấp, quá dữ luôn, hai món hám thiên rồi. Và có cho mình một cái hiệu ứng đó là kháng hỏa 30, trọng 44 và thời gian động 58, sinh lực 141. Đó, một đai lưng khá đẹp, đai lưng này ép cũng tầm hơn 1 triệu này mà. Ui, tiếp tục có cho mình thêm một cái giày nữa này mà, đã lên cho mình một đôi giày hám thiên nữa này mà. Bộ 3 rồi, 3 món hám thiên dành cho thiên vương trì rồi. Một trong những cái đôi giày khá đẹp này mà. Tốc độ di chuyển 49, ui, thiếu một điểm nữa, mát tóc là quá đẹp này mà. Thiếu một điểm nữa này mà, 1% thôi. Và có skill là hàng quang quyết 3 cấp và thừa long quyết 1 cấp, kháng loại 33, thần pháo 11 và sinh lực 195. Một đôi giày khá đẹp. Đôi giày này đỡ mà ép thì khả nghĩ cũng gần 1-2 triệu, nhưng mà trung bình một món hoàng kim này khả nghĩ là tầm 2 triệu một món này mà. Đỡ mà ép 1 triệu không ép nổi đâu. Áo thì có thể là 1 triệu, tại vì mảnh áo nó khá là rẻ. Còn những cái mảnh như giày, mảnh đai thì khả nghĩ nó khá là cao, nó có thể nó là gấp đôi á, gấp đôi tiền. Chung là ha, 3 món hoàng kim này tương đương hơn 5 triệu nữa mà. 3 món hoàng kim hám thiên tương đương hơn 5 triệu, kèm với một cái nón thủ lý 120-140 và kèm với một bộ tay kháng hỏa hay là 40. Hai môn tím này trung bình cũng hơn 1 triệu đi. Chung là hai này, ba này cũng tầm 6 triệu, set đồng ba này còn 4 triệu là 10. 10 với cái này chung là set này trung bình cao thủ này khoảng tầm 15 triệu quay đầu đâu mày. Thiên ba này khoảng 15 triệu quay đầu. 15 triệu quay đầu. Nói chung là quá dữ. Anh này thì nói chung những cao thủ này đa số là mắt sách vỡ và lông tại kênh hết rồi nè mày. Mắt hết rồi nè mày. Nói chung là khá là khỏe. Cái này kháng cả 10 cũng hơi hạn, cái này kháng cả 5 cũng hơi hạn nên là không tính tới nha. Rồi, nói chung là cảm ơn anh em đã theo dõi video này, và thay mặt Tống Giang 679 xin kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ, và nhớ để lại cho Tống Giang 679 một like, một chia sẻ và ủng hộ chơi nữa mà. Ok luôn, quá đẹp. Nhìn áo mê rồi nè mà. Áo này thì được môn sấy không thể nào dính nổi luôn, lướt ra đập được môn một phát luôn. Nói chung Khải còn đánh liên đấu vài hôm với Liên Tống Giang thì sự đánh không thể nào lại được. Một hit ở đài, một hit đài nha mà, không làm né nổi luôn. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video, và đừng quên để lại một like, chia sẻ, ủng hộ cho nó mà. Và kính chúc em một ngày mới vui vẻ nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến tiếp